Thưa quý vị, tuy đã ngoài 70, nhưng ông Mai Văn Soạn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Thịnh, là tấm gương tiêu biểu trong việc làm kinh tế giỏi. Bên cạnh đó, ông còn phát huy vai trò của một chi hội trưởng, chi hội cựu chiến binh, tận tụy, nhiệt huyết, tham gia các phong trào và các hoạt động xã hội, phát huy tinh thần, tuổi cao gương sáng. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống người cao tuổi, ngày 6 tháng 6 năm 1941, ngày 6 tháng 6 năm 2022. Khởi nghiệp khá muộn ở tuổi 50, ông Soạn dốc vốn, dành dụm đầu tư sản xuất bao bì nhựa, cung ứng cho ngành sản xuất dược phẩm y tế. Biết mình mạnh yếu ở đâu, nên ông đề ra nhiều giải pháp cụ thể như thận trọng trong đầu tư, có định hướng phát triển theo phương châm lấy ngắn nuôi dài. Từ sản xuất thủ công, ông Soạn tích cực học hỏi, phát triển nâng cao năng suất, áp dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật và máy móc hiện đại, sản xuất theo quy trình tự động hóa, nên giảm đáng kể sức lao động, đời sống của công dân ngày càng cải thiện. Sản phẩm của ông bắt đầu cung ứng ra các tỉnh miền Trung Tây Nguyên và theo chân nhiều công ty dược phẩm sang Nga, Ukraine. Đối với công ty, chú là một người lãnh đạo rất là sáng suốt và chọn những cái đường lối đi riêng để công ty ngày càng phát triển. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh Vĩnh An, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, ông luôn cố gắng quan tâm xây dựng phong trào đoàn thanh niên, thường xuyên tham gia sinh hoạt, chủ động trao đổi, lên kế hoạch hỗ trợ giúp đỡ về vật chất, tinh thần, góp ý xây dựng phát triển phong trào của chi đoàn. Tuy tuổi rất cao, sự nghiệp này cũng chuẩn bị rồi, chuyển giao cho con cái. Rồi công tác xã hội thì ở mức độ nào đó thì mình tham gia. Thế còn lại tuổi cũng lớn rồi. Nhưng mà cũng mở nguyện rằng là cái sự nghiệp có phát triển, công tác xã hội có những cái đáng. Không chỉ là một lãnh đạo có tài, một cán bộ gương mẫu, ông Soạn còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, lan tỏa nhiều hành động nhân ái. Trong đợt dịch Covid-19, dù công ty đang gặp khó khăn, ông vẫn kêu gọi vận động được tổng số tiền 190 triệu đồng để ủng hộ khắc phục hậu quả dịch bệnh. Riêng ông đóng góp 60 triệu đồng để tặng máy đo thân nhiệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận, tặng quần áo sách vở, xây dựng hai nhà tình thương ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho bà con bị thiệt hại do núi lở, lũ cuốn. Thì bác là một trong những tấm gương sáng của cái người đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Hồ Chủ tịch. Và rất vinh dự, thời gian qua bác đã nhận được cái bàn khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Đây là một cái vinh dự lớn của một người đảng viên, nhưng đồng thời cũng là một người cao tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đó là động lực để ông tiếp tục phấn đấu làm kinh tế giỏi, tham gia tích cực công tác xã hội, là tấm gương mẫu mực cho lớp trẻ noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.